Chào tất cả các bạn, mình là Sirius. Ngày hôm nay rất bất ngờ là mình lại quay lại làm reaction. Chủ đề là trận chiến giữa The Blob và El Gran Maha, hai con quái vật biển thần thoại giả tưởng. Ok, chúng ta bắt đầu xem nhé. Video này đến từ kênh Borisao Blois nha các bạn. The Blob đã phát tiếng gọi El Gran Maha trong vài tuần và chúng sẽ gặp nhau tại đây. Địa điểm trận chiến ở ngoài khơi cách Puerto Rico 32 cây số về phía nam, tức ở phía đông bắc vùng biển Caribe. Các đơn vị chức năng đã cho sơ tán người ở các bờ biển để tránh thương vong. Họ đã mang theo một đội máy bay không người lái gọi là drone và ống nghe dưới nước. Borisao Blois là chủ kênh. Họ đã bám theo hai con quái vật và muốn quan sát trận chiến này. Có nghĩa là họ chỉ đi đến đây để theo dõi chứ không can thiệp vào trận chiến nha các bạn. Bởi vì dù sao thì hai sinh vật đó cũng là ngoài tự nhiên. Đây là El Gran Maha, một con quái thú có hình dạng vừa giống rắn vừa giống cá đuối. Còn đây là Blob, một con quái vật biển có hình dạng giống như cá voi. Nó có răng giống như Leviathan Melvalley chứ không phải như cá voi thường. Họ đang bắt đầu cho thiết bị drone xuống để theo dõi trận chiến. Nó giống như tên lửa, nhưng chỉ để gắn thiết bị quan sát và thu tiếng mà thôi. Mặt biển đang rất trong xanh, tuy nhiên nó sẽ không được như thế trong ít phút nữa. Các thiết bị drone đang ở quá gần. Đang ở quá gần con Blob. Nên họ đã phát ra cảnh báo hãy giữ khoảng cách. Ngoài việc theo dõi trận chiến giả tưởng giữa hai đối thủ ngày hôm nay, các bạn cũng có thể sắm cho mình một chiếc áo Godzilla hoặc khủng long tại trang aogodzilla.com của mình. Ngạc nhiên chưa? El Gran Maha cũng đã ở gần đó rồi. Chúng chuẩn bị giáp mặt với nhau và combat. Có lẽ là một trận chiến quyết định xem Titan nào mới là vua. Anh nhầm. Quái vật biển nào mới là con alpha thống trị? Blob thì giống như cá voi nhưng nhìn đầu gấu hơn rất nhiều, với đôi mắt lớn, tròng mắt màu vàng, hàm răng thì sắc nhọn. Trong khi đó El Gran thì có tới 6 con mắt nằm ngang. Hàm răng của nó nhọn và dài, giống như là chiếc lược, nhìn giống như sinh vật ngoài hành tinh vậy. Blob gầm lên để thách thức. El Gran đáp trả và tiếng gầm của El Gran thì như là tiếng cười mỉa mai vậy. Kiểu cười như là ha 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 các bạn. Nhưng mà kiểu ma mị hơn. Đấu võ mồm thế đủ rồi. Nhào vô kiếm chút cháo thôi. Hai cái miệng đều há to lao vào nhau. Cả hai đều có cái hàm rất đáng sợ. Blob đã cắn trúng phần miệng trên của El Gran. Máu đã chảy ra đáng kể. Liệu sẽ có một chiến thắng dễ dàng bởi lợi thế này? Một cú cắn trúng của El Gran. Đây là mắt của Blob. Blob mất rất nhiều máu sau đòn này. Một cú cắn rất nguy hiểm của El Gran. Một cú quất đuôi đáp trả đến từ Blob. Blob đã bỏ đi. Blob đã bị mất một mảng da rất lớn ở phía trên môi. Chúng ta có thể gọi nó là đòn nụ hôn tử thần. El Gran vẫn cười một cách rất đáng sợ. Blob tránh cái hàm nguy hiểm đó.
đồng thời nhắm vào mạng sườn của Engrand. Một tình huống ra đòn rất thông minh. Nó kéo cả người đối thủ văng đi. Liệu Engrand sẽ làm gì để đáp trả? Engrand đang tính cuộn nó lại và siết. Vừa lúc bị nghẹt thở. Nó sẽ làm gì để đối phó? Vừa lúc buộc phải há miệng ra. Có lẽ nó cố gắng ngoi lên mặt nước để thở. Nhưng đã bị Engrand kéo lại. Group đã bị mất tiếp một mạng đuôi lớn phía bên phải. Nhưng mà mình nghĩ là mạng sống của nó vẫn còn quan trọng hơn. Nếu mà là cá, voi mà để bị đuối nước thì cũng hơi kỳ. Blub sẽ quay lại và trả thù. Blub giống như là chính diện, còn Engrand Maha thì là phản diện đấy các bạn. Và lớp lại bị cắn vào đuôi. Một cú đâm rất mạnh đến từ vị trí của Engrand. Và lúc tiếp tục đáp trả. Những cú cắn chính xác liên tiếp của Blub. Máu chảy ra khá nhiều từ vị trí của Gran. Gran lại cắn trúng môi trên. Nó lại cắn đứt thêm một khúc môi nữa. Rõ ràng cái hàm của Gran là rất đáng sợ. Vẫn chưa hết, Gran tiếp tục cắn và ngấu nghiến. Blub đang bị thương rất nặng, cũng như mất rất nhiều máu. Có lẽ đòn này sẽ là dấu chấm hết cho Blub. Mắt của nó đã có dấu hiệu căng thẳng. Kiểu như một con cá sắp chết. Vậy là Blub đã chìm xuống phía dưới. Phần thắng đã thuộc về Engrand Maha. Mặc dù nó cũng bị thương kha khá, nhưng mà sức khỏe vẫn còn rất đáng kể. Con người không muốn để mất dấu vị trí của nó, nên lập tức di chuyển theo. Một số thiết bị drone đã bị phá hủy. Trận chiến kết thúc ở đây. Một trận đánh rất mãn nhãn đến từ vị trí của hai con quái vật. Chất lượng của nó giống như đến từ một bộ phim điện ảnh, hoặc thậm chí là giống y như ngoài đời thật luôn các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.